là điều khó nói nhất trên đời. Con sắp nói, con chưa bao giờ nói ra một lần. Dù một lần trên đôi môi, cả đời này chẳng thể nói. Dù vạn người trên nhân gian này, có hết rồi. Nghiện ngập ma túy, thằng thứ ba lăng nhăng khó khăn, tất cả đều y hệt, toàn là một lũ khốn nạn. Tàn một rồi mới khóc nhặt từng chút yêu thương nơi mẹ. Nếu mày có ai, tao sẽ giết chết mày đó. Nếu mày chết thằng thì cũng không cần phải bận tâm nữa. Dù sao thì thân phận của nó cũng bị lộ tẩy rồi, có khi còn giúp chúng ta cắt được manh mối điều tra của bọn ngươi. Nếu như mẹ muốn chết chưa, cả con và mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ biết không? Đi theo con. Con thương mẹ, con thương mẹ, con thương mẹ, mẹ ơi. Phải nghĩ cách cứu thằng trụ càng sớm càng tốt. Vậy rồi đó hả? Nè, sao lại trói anh? Em định đưa anh đi đâu vậy? Dạ em đang làm gì vậy hả? Anh cứ nằm im đi. Anh của em có nghe không? Thì em đang đưa anh đi nè. Đang đi là đi đâu? Mau dừng xe lại. Thôi chết rồi, phải cho anh thêm thuốc mới được. Nghĩa, anh có nghe không hả Nghĩa? Dừng xe lại! Dừng xe! Em làm trò gì vậy hả? Em định chở đi đâu? Em đừng để nó nóng nghe chưa? Dạ, thật ra là em đang chở anh qua Campuchia theo ý của mẹ. Cái gì? Tại sao phải làm vậy? Vì mẹ không muốn anh bị công an truy bắt, nên mẹ kêu em chở anh qua biên giới Campuchia bằng đường tắt. Rồi qua bên đó em sẽ thuê nhà cho anh ở. Còn mẹ và anh Trung và anh Hiếu có nhiệm vụ đi truy bắt cho bằng được tên anh hai, để giao nộp cho bên công an rồi xin pháp luật khoan hồng cho anh. Trời ơi, em có biết làm như vậy là rất nguy hiểm cho mẹ hay không? Cởi trói cho anh, cởi trói cho anh nhanh lên. Không được anh hai à, mẹ nói bằng mọi giá phải đưa anh được qua biên giới. Sao kỳ vậy ta? Chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Alo. Alo, sao mà? Mày muốn thảo phản phải không? Sự thật không phải như vậy đâu.
Để tôi giải thích. Tôi sẽ dàn xếp lại chuyện này. Dàn xếp với con mẹ mày. Mẹ mày và mấy đứa em mày muốn giết chết anh hai, cho nên đơn giản là ba đứa tụi nó phải đền tội. Làm ơn dừng tay lại đi. Tôi sẽ về ngay để giải quyết. Chứ đâu. Alo. Alo. Báo cáo đội trưởng, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy ai về nhà cả. Báo cáo hết. Đội trưởng đã cho kiểm tra các số điện thoại người thân của đối tượng thì phát hiện ra ba số đã tắt máy. Có chuyện gì nữa sao? Còn lại số máy của em út đối tượng thì xác định thấy gần khu vực giáp biên giới Campuchia. Xác định vị trí, ba số điện thoại đó gấp cho tôi. Báo cáo rõ. Dạ báo cáo đội trưởng, tôi đã đưa cô Sáu về đến nhà an toàn. Dạ, đã điều tra ra được mọi người trong nhà đối tượng ở đâu chưa đội trưởng? Chúng ta vừa xác định ra được vị trí của số bạn gặp trên đoạn đường rừng DT. Vậy sao? Nếu vậy cũng gần với địa chỉ nhà cô Sáu. Xin phép đội trưởng cho tôi được phép theo chân họ. Được, đồng chí hãy bám theo và báo cáo tình hình về cho tôi. Dạ rõ. Yên đi. Nếu em tiếp tục cản anh thì mẹ và cả thằng Hiếu, thằng Trung, cả ba sẽ chết. Cô ơi, giờ cô có nhiệm vụ phải đi rồi. Còn không đáng lại dùng cơm với cô được sao? Dạ, cô có nhiệm vụ gấp. Hẹn gặp lại con. Dạ, chào cô. Nghĩa, em xuống xe và bắt taxi về nhà đi. Anh không tiện đường nữa. Anh hai, hay là mình báo công an đi anh hai? Không được. Báo công an thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Nguy hiểm tới tính mạng của mẹ, thằng Trung, cha thằng Hiếu. Để anh tính. Trời ơi, em tuyệt đối nghe anh, không được báo công an. Về nhà và ở yên ở đó. Lắm đúng không? Bà muốn tố cáo tụi tôi với công an lắm đúng không? Nhưng mà tiếc rằng chưa kịp báo thì chết mẹ nó rồi. Tội nghiệp, ba mẹ con chết chùm. Còn mày, hồi nãy mày hâm he mày chĩa súng vào đầu tao đúng không?
mày đi. Đừng. Đừng. Đội trưởng, tôi đã đến vị trí rồi. Sắp tới nơi rồi. Làm ơn nói với anh hai, hãy vì tôi mà nhân nhượng một lần. Tao không có thẩm quyền. Thôi mày ơi. Định vị từ số điện thoại của bà Cẩm thì thấy alo. Dạ báo cáo đội trưởng, đã dò ra số điện thoại của Trung Quý Vi tại một vị trí khác rồi. Được rồi, báo cho các trinh sát của ta di chuyển đến vị trí đó gấp. Rõ.
Hãy để anh vô. Đưa điện thoại đây. Cả chìa khóa xe nữa. Đi vô đi. Dường như hắn chỉ đến một mình, không có công an bám đuôi. Kêu tụi nó chuẩn bị sẵn xe đến đây đi. Dạ. Anh Hai. Trường. Cả cô cũng bị bắt hay sao? Dạ em. Mẹ. Mẹ đã bảo con chạy thật xa rồi, tại sao con quay trở lại đây? Làm sao con để cho mẹ và mấy em gặp nguy hiểm được chứ? Mẹ xin lỗi con, lỗi tại mẹ. Mẹ xử lý Dũng về để phải liên lụy đến con. Mẹ yên tâm đi, con sẽ nói người ta thả mẹ ra. Thì ra các người đã có âm mưu ngay từ đầu. Không hề có. Tôi hoàn toàn bị động và không hay biết gì về kế hoạch táo bạo này hết. Sao? Cởi trói cho mẹ tôi đi. Mày nghĩ sao mà mày nói được những từ ngữ đó hả? Nhưng đây là mẹ và các em của tôi. Cho dù họ có là ai đi chăng nữa, nhưng khi đã đối đầu với anh Hai, tất cả cùng chung số phận đều phải chết. Tôi sẽ thuyết phục mẹ và các em của tôi không lặp lại hành động dại dột này nữa. Mẹ, con xin mẹ hãy quên việc này đi, chứ đừng bao giờ lặp lại nữa. Mẹ hứa. Đó, anh hãy vì tôi mà bỏ qua sai lầm của họ. Và tôi hứa sẽ làm bất cứ những gì anh Hai muốn. Cái này phải chờ anh Hai quyết. Anh Hai, tôi xin lỗi về việc làm dại dột của gia đình tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm, nhưng mong anh hãy niềm tin tha thứ cho gia đình tôi một lần. Hắn ta là ai? Có phải người mà mình đang muốn tìm kiếm? Nhìn chung mạo hắn có phần quen. Được rồi, để tình mày trung thành với tao bao nhiêu lâu nay, nên tao sẽ tha mạng cho mẹ và em trai của mày một lần. Tôi cảm ơn anh. Tuy nhiên, con nhỏ đó là công an, buộc phải giết, không thể tha được. Thì ra cô chính là công an. Con nhỏ đó biết quá rành về mày, nó khá nguy hiểm. Hãy băng bỏ nó để tránh hậu quả về sau. Tao sẽ tạo điều kiện cho mày cao chạy xa bay đến bất cứ nước nào mày muốn. Anh Hai, xe đã sẵn sàng. Chứng minh sự tin tưởng của anh Hai dành cho mày đi. Thì ra người theo dõi tao bấy lâu nay chính là cô. Cô cố tình gian cảnh bước vào nhà tôi để chiếm lấy tình cảm của tôi.
cùng chỉ vì làm theo nhiệm vụ thôi, đúng không? Em xin lỗi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.